Nhất định Nam Định với sông Lam Nghệ An 18 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2021, vòng 7 V-League. Tiếp đà chiến thắng trong những trận đấu gần đây, Nam Định sẽ biết cách tận dụng những lợi thế có sẵn để giành thêm 3 điểm, củng cố ngôi đầu bảng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Không thể phủ nhận rằng phong độ của Nam Định tại V-League đang là khá tốt với mạch 2 chiến thắng liên tiếp trước lần lượt Sài Gòn FC và SQC Bình Định. Điều này góp phần giúp họ hiện đã leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém nhóm có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch còn vẹn một điểm. Tuy nhiên, cần nhớ rằng sự ổn định chưa bao giờ là điểm mạnh của đội bóng Thành Nam. Còn nhớ ở mùa giải trước, chưa có bất kỳ thời điểm nào họ có thể duy trì được niềm vui chiến thắng của mình dài hơn con số 2 trận. Không chỉ vậy, khâu phòng ngự của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cũng đang gặp phải tương đối nhiều những vấn đề khi họ đã để thủng lưới tới 8 bàn kể từ đầu mùa, cao thứ 2 ở giải bóng đá số 1 Việt Nam. Về phía sông Lam Nghệ An, mặc dù ở vòng đấu thứ 6 vừa qua, họ đã mới phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân Vinh trước Viettel, nhưng công bằng mà nói đó vẫn là một trận đấu tốt của thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường khi họ đã chơi ngang ngửa với nhà DKVD kiểm soát bóng 49% và chỉ chịu thua sau sự xuất sắc của Bùi Tiến Dũng trong một tình huống cố định. Ngoài ra, xét một cách tổng thể, phong độ của đội bóng xứ Nghệ tại V-League cũng là không quá tệ. Cụ thể, họ đã thắng tới 2 trên 3 vòng đấu gần nhất, với sự trở lại của ngôi sao Phan Văn Đức, người đã lập hai siêu phẩm ở đẳng cấp rất cao trên sân Hòa Xuân trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng, cùng sự tiến bộ của những cầu thủ trẻ như Bùi Đình Châu hay Thái Bá Sang. Việc rời sân Thiên Trường với 3 điểm chắc chắn sẽ không phải là một mục tiêu quá xa vời đối với đội khách. Soi kèo tài xỉu Nam Định với sông Lam Nghệ An. Thống kê chỉ ra rằng có đến 6 trên 7 trận đấu gần nhất của Nam Định kết thúc với trên 2 bàn thắng được ghi. Vì vậy, người chơi nên chọn đặt cửa tài để có cơ hội ăn tiền cao hơn. Chọn tài, soi kèo hiệp 1 Nam Định với sông Lam Nghệ An. Với điểm tựa sân nhà, Nam Định được dự đoán là sẽ sớm giành được sự chủ động và bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với lợi thế về mặt điểm số. Do đó, đặt cửa đội chủ nhà cho kèo hiệp 1 sẽ là một lựa chọn tốt dành cho người chơi. Chọn Nam Định, dự đoán tỷ số trận đấu, Nam Định 1-2 sông Lam Nghệ An.